Chào mọi người, thì vừa rồi mình mới lên một cái video mà chia sẻ về kinh nghiệm mua máy pha cà phê, những cái combo dành cho quán mà phân khúc dưới 30 triệu ấy, hoặc là 20 triệu. Thì có nhiều quý anh chị nói chuyện với mình qua kênh Zalo 0974765246, hỏi là chia sẻ cái kinh nghiệm để mua một con máy size cho người mới bắt đầu kinh doanh. Bởi vì sao? Nhiều khi là máy size trong thời gian nó hư, trước đó mua ở đâu đó xong rồi thấy được cái video chia sẻ, thì bắt đầu quý anh chị hoặc quý khách hàng hỏi mình là nên mua máy size nào cho người mới kinh doanh. Thì để mua máy size nào á, thì đầu tiên nhất mình sẽ tìm hiểu công năng nó trước. Thì ở đây mọi người thấy không, trên bàn là có bốn cái con máy size. Thực tế nó có một con máy size nữa là LB020, nhưng mà lý do là mình đang bị không có hàng. Tại con đó con không phải chủ lực của mình, nên là mình lâu lâu mới có một con rồi trưng bày rồi bán chơi cùng anh em vậy. Thì ở đây có bốn con. Thì đầu tiên là những cái con nào mọi người thấy có điều lạ không? Cái con này là mình sẽ đi qua đây. Cái con bên này nó có hộp. Cái con bên này thì là nó có màn hình. Cái con đây là có màn hình. Thì có nghĩa là gì? Con nào mà có màn hình mà có hiển thị số là con đó có chức năng là gì? Định lượng, có nghĩa là mình xét 10 giây tương đương bao nhiêu RAM, 12 giây tương đương bao nhiêu RAM, 13 giây tương đương bao nhiêu RAM. Đó. Thì con này là con máy size như thế này nè, người ta gọi là cơ, có nghĩa là sao? Nó có cái hộp, cái gạt, cái gạt. Con này thì sao? Chỉ cần ấn, và con này cũng chỉ cần ấn tự ngưng. Con này thì giống con này nhưng mà mình sửa lại chỗ này. Đây. Công năng của nó, tất cả những hình này công năng đều là công năng của một con máy size, đều size cà phê hạt, đúng không? Nhưng mà khác nhau gì là chức năng tự động hoàn toàn, nghĩa là sao? Mình xét định lượng nhấn cái nó ra đúng. Còn con này là mình phải gạt như thế này. Thì ở đây mình không có nói tên thương hiệu là gì, mình chỉ nói về công năng thôi. Như con này công năng là máy cơ, mọi người cứ lưu ý một cái điều này nè. Con máy cơ là nó luôn có cái hộp chỗ này. Con máy mà on demand hay là chức năng auto on demand thì nó không có cái hộp như thế này. Mọi người thấy rõ không? Đâu có cái hộp đâu. Đúng không? Thì bây giờ để mình quay cận cảnh, mình nói từng chi tiết cho mọi người hiểu nó dễ hơn và rõ ràng hơn, chứ mình cũng không có nói là nên mua con nào. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh nha. Đây. Thì đầu tiên là cái con này on demand, electronic on demand là sao? Nó là có nghĩa là mình xét được định lượng của nó nè. Đây, bên này, đây. Đó, thấy không? Mọi người thấy không? Là bây giờ mình chỉ cần ấn vô nút 2 ly đi. Nó là 4.3 giây, cái mình ấn vô đây một cái. Rồi, nó tự chảy, thấy mọi người thấy không? Thì thằng này, chức năng auto on demand là sao? Có nghĩa là mình ấn vô đây. Nè, coi số giây nó tự ngắt. Nào, còn con này là sao? Mình phải gạt, mọi người dòm nè. Khi mình gạt cho nó xoay nè. Đó, thì cà phê rất tốt. Cái chức năng này gọi là chức năng cơ. Còn chức năng này ta gọi là auto on demand. Nó còn một chức năng nữa là sao? Mình ấn vô đây, nhưng có một loại máy size là LB020 á, mình ấn đây nhưng nó không có màn hình. Có nghĩa là khi mình ấn vô mình canh bằng mắt, đủ định lượng mình lấy ra mình canh, đủ định lượng mình canh bằng mắt, chứ nó không có chính xác được cho mình, nó sẽ độ chênh lệch. Thì đó là công năng máy size cà phê. Thì máy size cà phê á, hiện tại á, là nó có là gì? Thứ nhất là lưỡi dao 60. Lưỡi dao của nó là sao? Lưỡi dao 60, lưỡi dao 64. Ví dụ ở đây là này, lưỡi dao 64, lưỡi dao 60, lưỡi dao 64, lưỡi dao 64. Thì cái lưỡi dao càng lớn thì làm sao độ mịn nó càng tốt hơn. Và thứ hai, nó hạn chế được là sự cọ sát giữa cái lưỡi trên và lưỡi dưới, làm cho cà phê nó hạn chế là gì? Hạn chế chỗ là độ nóng ảnh hưởng tới cà phê ít hơn. Nhưng khi so sánh một cái lưỡi 60 và cái lưỡi 64 là nghĩa là gì? Mình phải xay liên tục hơn 10 ly hoặc là mười mấy ly, có nghĩa phải vô cái khung. Giống như công sức máy pha giữa con máy pha lớn và con máy pha nhỏ thì cũng phải theo cái khung của nó, thì mình mới xác định được là nó như thế nào là tối ưu. Ví dụ đối với những con máy pha mà 30 triệu ha, dưới 30 triệu thì nó có một tay nắm thôi, thì nó không đủ để làm mà ảnh hưởng tới những con máy size này đâu mọi người. Có nghĩa là sao? Con thằng này với thằng này muốn so sánh với nhau thì phải đặt lên có hai người, người làm máy này, người làm máy này, làm liên tục tới ly thứ mấy thì cà phê nó sẽ bị vấn đề. Cà phê vấn đề nó nóng quá nó sẽ vón cục nhiều hay vón cục ít, cà phê nó nóng nhiều hay nóng ít. Có nghĩa là hai con này phải so sánh mà gọi là ở cái biên độ ly, dù là 10 ly trở lên, 15 ly trở lên á, mình coi là từ 10 tới 15
nó ảnh hưởng như thế nào, 15 tới 20 ảnh hưởng như thế nào. À, thì mới so sánh được. Mỗi con công suất lớn mà con suất nhỏ, thằng này là 350W, thằng này 250W. Nhưng mà ví dụ hai thằng mọi người suy nghĩ như nè. Một cái lưỡi dao 60 và lưỡi dao 64 á, nếu mình làm một ly trên con này và một ly trên con này. Ai nghĩ 2 phút sau là một ly trên con này và một ly trên con này. Chưa đủ. Chưa đủ đánh giá được thằng nào hơn thằng nào về mặt định lý thuyết. Mọi người đều nói lưỡi dao 64 sẽ tốt hơn lưỡi dao 60. Ok, fine, chính xác 100%. Đó là về lý thuyết. Mà từ lý thuyết đưa vào thực tiễn nó xa vời lắm, sự thật phũ phàng lắm, nên là lý thuyết ai cũng nói vậy. À, mua máy sai là mọi người cứ cố gắng mua lưỡi dao 64, lưỡi dao càng lớn nó sẽ càng ngon, ok lý thuyết vậy thôi. Nhưng mà giả sử cái quán buổi sáng bán được 30 ly, 40 ly à, mà bán 4 giờ ăn dở 10 ly thì con bự hay con nhỏ như nhau, chả khác con khỉ gì đó. Mức độ chênh lệch về độ mịn hay độ to nhỏ chênh lệch, ví dụ là bằng này được 10 điểm, bằng kia 9 điểm, nó chả thiếu được vấn đề gì. Khách hàng uống cà phê chứ ngon mà không ngon thôi, không lẽ vô à không, lần này xài máy phải bự à, chị mới uống nha, máy xay nhỏ này chị không uống đâu tại nó không có ngon. Nó chưa có bao giờ khách hàng nói điều đó, chỉ có người chủ là họ sẽ tự đặt ra à cà phê dày 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 nó mới ngon, cái miệng của anh hay là cái lưỡi của anh, cái ánh mắt của anh không giống cái ánh mắt của người trả tiền. À, đây đó là cái sự so sánh vô con công sức lớn và con công sức nhỏ. Vậy thì bây giờ máy sai thì biết được thằng này cơ, thằng này có chức năng định lượng và thằng này có chức năng định lượng đó. Vậy thì nên mua máy nào? Thì cái điều quan trọng nhất là gì? Mình hiểu được công năng để mình lựa chọn con máy sai nó tốt. Ví dụ tôi là người mới bắt đầu kinh doanh và tôi có một con máy pha nó có chức năng electronic hay là máy cơ kệ đó. Thường thường bây giờ mấy con máy Trung Quốc mà phân khúc dưới giá tiền thấp á, máy cơ nha, nó có cái đồng hồ timer, mình cũng coi được là mình làm ly cà phê 20 giây nó sẽ ngon so với cà phê này, so với định lượng này. Đây, người mới kinh doanh thường thường là sao bị lúng túng, kỹ thuật barista không có nhiều. Bởi vì sao? Những người có kỹ thuật thì đa số họ xài con này. Bởi vì sao? Họ quen rồi, họ cốc 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 cốc, cảm giác nghe cái âm thanh nó đã tai. À, nghe vậy đã tai, còn kia ấn xuống giày cái chạy và cảm giác nó không được thích thú lắm. À, cũng tùy quan điểm thôi. Nhưng mà mình có một câu chân tình luôn với mọi người. Đó với người mới kinh doanh, cố gắng mình mua được con máy xay có chức năng điều chỉnh được định lượng cà phê cho mình. Bởi vì sao? Khi mình điều chỉnh được cái định lượng cà phê, dù cái máy pha nó có dở hay nó tệ đi chăng nữa, vẫn nằm trong phân khúc chấp nhận được là 8 tới 10 điểm. Còn ví dụ bằng này, mình đã yếu về kỹ thuật rồi. Cái con này mình gạt về, mình canh bằng niềm tin. Bởi vì sao? Rồi lấy đủ rồi nha. Đòi hỏi mức độ kinh nghiệm rất là lớn. Con máy sai nào không cần biết mà nó không có chức năng định lượng là nói thật tình ra khó kiểm soát. Vẫn kiểm soát được đối với nhiều người như mình làm chăm hay không bằng tay quen á, làm hoài riết mình quen thôi, đúng không? Mình đây à, vậy nó mới ngon tới đây nha. Nhờ vấn đề đó khéo léo, nhưng mà đa số bây giờ hiện tại kinh doanh mua máy công ty mình đi, hướng dẫn lắp đặt training trong cùng một ngày vậy đó, chỉ có 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ chẳng hạn, thì chưa có đủ ngắm đâu. Cái người bán hàng họ chưa đủ ngắm. À, đúng không? Chưa có một cái chiều sâu về kinh nghiệm nên khó có thể kiểm soát được cái định lượng cà phê bột lắm. Nên là sao? Khi mình mới kinh doanh, mình cứ lựa chọn những con máy nào về, thứ nhất là dễ sử dụng, thứ hai giá tiền hợp lý đối với mình, thứ ba là sao ai cũng sử dụng được. Là bởi vì sao? Chỉ cần ấn đối với những con máy sai mà nó có chức năng định lượng rất là dễ sử dụng, sao chỉ cần mình hiểu được, thứ nhất là chỉnh to là mình dặn qua đâu, chỉnh mịn là dặn qua đâu là ok phải. Thứ hai, hiểu được cái cách setup, mà thường thường khi máy này khi mua máy là người ta đã chỉ dẫn hết rồi, và thứ hai kỹ người ta còn gửi qua Zalo công thức rồi cách chỉnh hết rồi, thứ ba là gửi cái YouTube họ từng làm, ví dụ công ty mình gửi YouTube của mình qua cho coi vậy đó. Đó này sao dễ sử dụng, ai cũng sử dụng được, chỉ cần một nút ấn cái để vô cái là định lượng khớp nó sẽ chênh lệch, nó không có tuyệt đối hoàn toàn, nó chênh lệch dù 0.3g 0.5g vẫn ok. Còn này gặt nhiều khi thiếu, móc rồi chết ngắt, đúng không? Khó. Bởi sao? Khi mà mình mở xe cà phê, mình đâu có đi học barista đâu, đa phần bây giờ mở ra không có đi học barista, rồi mở cái tới mua máy pha cà phê phục vụ tận răng và trọn gói luôn rồi, đâu cần đi học barista đâu. Chỉ một ly cà phê ra kinh doanh nó dễ hơn một ly cà phê học thuật. Học thuật nào là phải nén như thế này, không được như thế này, phải bằng như thế này, phải nào như kia, cái đó là học thuật thôi. Nếu mà làm một ly cà phê như học thuật vậy đó, chắc buổi sáng mới được 10 ly hết giờ luôn. Nào là phải làm cho nó tơi ra, nào phải canh đo đong đếm chuẩn chỉ, bán 10 ly thôi, nghỉ luôn.
buổi sáng chạy dù 6 giờ tới 9 giờ bán được 10 ly nghỉ. Bởi vì sao? Cứ người ta vô kêu ly cà phê, thường thường ly cà phê mất cao lắm 2 phút rưỡi này á, chỉnh định lượng, lấy cái cân, rồi đó sơ, rồi cân, đó xong bỏ vô quậy quậy, xong rồi nén nén, rồi OCD quay quay cho bằng khoảng xong khách đi luôn. Buổi sáng thêm cà phê quá đợi ông này làm 5 phút thôi đi cho bằng khác cũng cho rồi. Đúng không? Nên là khi mua máy xài cố gắng là gì? Dễ sử dụng. Thứ hai, dễ chỉnh. Thứ ba là sao? Ai sử dụng được hết. Thứ tư là tài chính. Đúng không? Nhưng mà khi mình mua máy xài là đâu? Tài chính. Nghe tôi có máy xài 5 triệu, tôi phải tìm phân khúc máy xài 5 triệu thôi. À, thì ở đây con này lưỡi dao 60, con này lưỡi dao 64. Thì hai con so sánh là trên một cái biên độ nhất định 10 ly trở lên mới so sánh được, hoặc là 5 ly, 6 ly gì đó mới so sánh được, chứ còn mọi người cứ làm ly này rồi xong đứng nghỉ ngơi 2 phút sau làm ly này nó chưa có đủ để nóng được cái lưỡi dao thằng nào bằng thép hết á, ví dụ thằng này thép là 2 carbon, thằng này lô carbon đi, nó cũng chưa đủ thời gian để ngắm được nữa, đúng không? Nên là sao? À, máy xay thì sao, cái thằng công suất này là sao, phải so sánh trong biên độ nhất định. Còn lý thuyết là thằng này luôn luôn ngon. À, về mặt lý thuyết hiển nhiên mặt trời mọc ở hướng đông, lưỡi dao lớn là cà phê sẽ ngon, rồi xong hết việc. À, thì qua đây thì thằng này giống nhau nha mọi người, giống nhau nè. Nhưng mà ở đây là sao, cái thằng này trên Shopee có bán không nhớ nữa. À, nhân viên mình mua giùm không nhớ nhiêu tiền, nhưng mà cái này nó hay nè, gắn vậy nó, anh em nào có xu hướng mà gọi là single dot á, ở nhà single dot mua này về cân, lấy cái cân giúp mình nữa. À, cân a cai giỏi, cân a cai mình lửa mất tiêu rồi, nhân viên lại đem nó mất tiêu rồi. Cái đó sơ đây có đó sơ nè đó, còn kia nó nhân viên mình đem nó mất tiêu rồi, đúng không? Đây gắn vô thấy không, 350.000, còn cân a cai 60 triệu luôn, đừng mua cân thường thôi. Thì sao, cân xong đổ đây ấn vậy nè, bay xuống hết luôn đấy, đúng không? Mà không bị đụng lưỡi nữa. Đế 64 hồi xưa mình bán nó còn dỗ mạnh gì, còn đụng mình này dỗ mạnh chắc khỏi đụng luôn á, tại sao nó cứ ngắt lấy gì đụng đó. Nè thấy không, nhìn nhau. Nên là gì, so sánh là phải so sánh chơi một công năng rất là dài. À, đó lý do mà mình muốn nói là gì, cứ mọi người cứ mua con nào cũng được, cứ phải có chức năng là gì, định lượng. Điều quan trọng nhất là cái định lượng, thứ hai nữa là lưỡi dao. À, tại sao thường thường nha mọi người, nói thẳng điều luôn, khi mà kinh doanh đầy đường á, bán mà tới 50-70 ly rồi đó, giờ mà thời gian đầu tôi có xài con này luôn đi, ít ngày nữa tôi mua con này tôi cũng không tiếc nữa. Bởi sao biết không, tôi 70-80 ly rồi tôi mua con này cảm thấy thoải mái, còn lúc đầu tiên bây giờ tự nhiên bỏ ra 10 triệu 10 mấy triệu cho con máy xay mà mình không biết con máy xay nó có vấn đề gì, không biết máy xay nó có cái khỉ gì trong đó, nên cũng thực tế ra nó cũng đau não lắm á. Nên là thời gian đầu mọi người cứ quan tâm đến công năng sử dụng của mình, là mua con nào vừa túi tiền nhưng phải có chức năng định lượng, dễ sử dụng, đó là bài yếu tố chính. Và nói thẳng luôn, trong một con máy xay ở Trung Quốc, thằng này không cần biết, no name, nhưng mà chỉ cần thằng này, ví dụ là bây giờ em dán cái tên khác vô thôi, mua 100 con nhà máy làm chó tên đi chăng, thằng này thay đổi chút xíu thôi, mẫu mã đẹp hơn, giá thành nó mắc hơn. À, nên trong thời gian vừa có nhiều người hỏi, ủa thằng này là Casalano 600 hay HC 600 nó như nhau khác nhau? Mình nói nó giống nhau á, mình nói thẳng tân giống nhau luôn, khác nhau cái gì, thiết kế thôi. Thằng công suất như nhau, lưỡi dao như nhau, không tin ai cầm tới mở ra cái không ưa nhau cho luôn con máy. Mình bán ngày này nhiều rồi, nói thẳng vậy luôn. LB020 với LB021 như nhau, công suất như nhau, lưỡi dao như nhau, tất cả đều như nhau. LB021 nó có cái bàn phím để chỉnh. Rồi xong có nhiều người hỏi mình, con LB022 với con này sao? Như nhau, LB022, LB021, LL gì kệ nó, quan tâm nó nằm phân khúc đó đó. Một cái thằng này nó có màn hình, gọi là màn hình này màn hình điện tử, còn kia màn hình digital, ví dụ vậy đi, màn hình cảm ứng, thằng này màn hình nút ấn nè, phím, thằng này 3310, thằng này là iPhone, nó vậy thôi đó, chứ còn công năng như nhau, chỉ như nhau thôi, một cái là mình nhấn, một cái là mình chạm, thích chạm thì LB020, mà thích nhấn thì LB021. Thằng này là GX600AD, Romix, tất cả cái, nói chung là đều giống nhau, chỉ có nhà máy thôi, thay đổi chút xíu là như nhau. Nên khi mà mua máy xay mọi người cứ quan tâm cái điểm này nè, công suất này nhiều, lưỡi dao bao nhiêu, cứ quan tâm hai điều thôi, công suất và lưỡi dao. Điều thứ ba, thằng này chứa được bao nhiêu hạt, thằng này là cứ 900 gram trở lên là ok. Tại cà phê người ta bán lần ký, mà xài túi zip, mình xài nửa ký zip lại để qua ngày mai xài tiếp vẫn được đó. Và điều tóm tắt lại quan trọng như thế này, khi bắt đầu kinh doanh chọn máy xay, thứ nhất là máy xay sao phải có chức năng định lượng, đúng chưa?
Thứ hai là dễ sử dụng, có nghĩa là ai cũng sử dụng được. Thứ ba là gì? Công suất máy xay. Thứ tư mới tới lưỡi dao. Thứ năm là sao? Cái chứa hạt. Năm yếu tố chính để một cái máy xay. Còn vấn đề còn lại là về cái hành vi và sở thích. Ví dụ em mua con này, em thấy nó dễ xài đối với em, nhưng mà em dòm hoặc thấy nhưng mà con này nó bự quá thì mua con này. Cái là hành vi cá nhân. Còn khi mình tư vấn bán hàng đều nói như nhau, mỗi cái nó đều công năng hết. Ví dụ mình thấy đó, con này phải xay cà phê ra ở đây thì cà phê nó kém tươi hơn, và hàng này sao, cà phê tươi rõ ràng chính xác, làm tới đâu xay tới đó đương nhiên nó tươi hơn rồi. Thì qua cái video này thì mình muốn nói điều gì? Khi mọi người mới bắt đầu kinh doanh, cố gắng căn cứ vô 5 yếu tố mình đã nói để lựa chọn một con máy xay ưng ý cho mình. Còn con máy pha có thể là cơ, có thể là tự động đều được. Bởi điều quan trọng cái này mà sai định lượng qua thằng kia nó còn tệ hơn rồi, đúng không? Mà thường thường máy cơ thì nó máy cơ Trung Quốc nha mọi người, điển hình Trung Quốc hay lắm. Máy cơ là khi mình bật công tắc cái là sao, hiển thị timer là nó nhảy dây. Ví dụ với cái định lượng này tôi làm 20 giây ngon thì tôi để 20 giây tôi tắt máy, đơn giản mà, đâu có khó đâu. Chỉ cần thằng này nó chuẩn chút xíu thôi thì thằng kia nó không là vấn đề để xử lý nữa đó. Thì qua video này hy vọng mọi người sẽ mua được một con máy xay ngon lành và một con máy pha ưng ý. Cảm ơn mọi người.